xin chào các bạn bây giờ mình học thêm 5 từ mỹ nữa các bạn ha các bạn cố gắng ha là học từ nào chắc chắn từ đó đừng có học vội á mình cứ nhắc đi nhắc lại mình nói là nhắc kiểu mà các bạn nghe các bạn chảng thì các bạn sẽ nhớ thì mình không có nhắc nữa <laughs> hoặc là mình nhắc những cái bàn mơ mĩ học á <laughs> à, bây giờ là đánh vân cái từ thứ nhất các bạn ha là cái từ thời gian á là time 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 các bạn ha, nhớ ha. đừng có đọc time time không phải time các bạn ha mà là time time um, chữ tơ là các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong các bạn đập xuống chữ y á, các bạn đọc là ai 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 à, mơ là các bạn ngầm hai cái môi lại các bạn ha À, các bạn ghép à, chữ e đó là âm câm á các bạn bây giờ các bạn ghép lại ha time 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 các bạn phải ngầm hai cái môi lại á tại vì nếu mà các bạn không có ngầm hai cái môi là thì chữ m này âm m này nó không có tròn âm á các bạn không có phải là time 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 mà là time 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 à, cũng không phải là time ha mình để ý là rất là nhiều người việt nam mình á là đọc time không phải là time uhm các bạn nhớ kỹ ha mình nói đi nói lại cái từ này rất là nhiều lần á à, mình đọc chậm á là nghe nghe mình bấm hai cái môi là là nghe chữ m rõ ha nhưng mà đọc nhanh á không có nghe rõ như vậy nhưng mà các bạn vẫn bấm hai cái môi là và các bạn ừ, các bạn time 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 ví dụ các bạn ha là đã đến lúc là phải thức dậy rồi á giống như là ừ, đứa con đang ngủ về hoặc là chồng hoặc vợ là đang ngủ mà um, bàn muỗng gòi dây á thì nói là uh, it's time to get up it's time to get up it's time to get up uh, và các bạn nhớ chữ y và chữ tơ đó là các bạn chữ y đó các bạn đọc là it it, it. không có đọc là eat ha các bạn ha không có eat là qua cái từ ăn á các bạn cho nên it 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 à, hơi i e các bạn ha các bạn nhớ ha it và eat là khác nhau và từ từ mình sẽ chia sẻ sâu hơn các bạn ha cách nổi chữ nổi âm nổi cái này cái kia bây giờ mình tập trung vào cái năm cái từ ha à, cái từ thứ hai các bạn ha là cái công việc ha các bạn để ý không cái công việc và cái từ là nó chỉ khác nhau là chữ k và chữ đơ thôi các bạn ha mình sẽ chia sẻ cái cách đọc này cái từ công việc các bạn ha là work các bạn nhớ hai chữ w ha là chu miệng lại ha chữ o và chữ R là các bạn đọc kiểu tương tự giọng chữ ơ Việt Nam á các bạn các bạn đưa cái đầu đầu lưỡi lên trên các bạn uống cong vào bên trong á các bạn đọc ơ ơ ơ chữ cơ đó các bạn đọc là à chữ ca nhé các bạn đọc là không xong các bạn ghép lại ha work work ơ ừ work à, bây giờ đến cái từ là cái chữ là từ các bạn ha thì các bạn đọc à, uh, chữ w các bạn thấy chữ w các bạn cứ chua miệng lại w w chữ o và chữ r đỏ à, chữ o và chữ r đỏ các bạn đọc e chữ đơ á, các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong á bây giờ các bạn gặp lại ha. word 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 à, đến cái từ thứ tư các bạn ha là cái từ nhanh á thì um, các bạn uh, thì đọc là fast fast à, các bạn chữ phơ đó các bạn đưa cái hàm răng trên chạm cái môi dưới ha Chữ A đó các bạn hạ cái miền to ra. Hạ cái cam xuống. A A à, Không phải A mà cũng không phải E ha. Fast Fast à, Ví dụ các bạn ha. Là nhiều người chạy xe quá nhanh. Cái tốc độ nhanh. Many people drive too fast. Many me Ni là nhiều các bạn ha. People là người á. Drive là chạy ha. To là quả. Fast là nhanh á các bạn. chạy à, xe nhanh là tốc độ nhanh là không có tổ các bạn ha. Rất là dễ gây tai nạn. Cho nên là phải chạy đúng cái cái tốc độ á. Cái từ thứ năm các bạn ha là không không có gì ha nothing nothing chữ n các bạn ha là các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong á các bạn các bạn thấy chưa? nó không có đọc ra được n mà nó, âm mũi chữ o đó là các bạn đọc là ơ ơ ơ tương tự như chữ ơ Việt Nam á các bạn nhưng mà hạ miền to một chút á ơ ơ không phải là ơ ơ ơ ơ là không có hạ miền ha ơ ơ là nó hơi hạ miền một chút quá các bạn thì nó ra cái âm này á là ghép lại ha nè 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 xong chữ thơ á chữ tơ và chữ hơ đó là các bạn đọc là à, đưa cái đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng á các bạn, cho các bạn đọc chữ y đó là các bạn đọc là y e e e chữ nơ và chữ G đó các bạn cũng đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên nhau các bạn đọc các bạn đọc ngờ nhưng mà nó không có ra là ngờ tại vì các bạn không có đập cái lưỡi xuống đó. các bạn cứ để nguyên vậy uhm. xong các bạn đọc chữ ngơ đó, thì nó âm mũi luôn á các bạn à, xong thì các bạn ghép lại thôi nothing nothing à, um, các bạn nhận âm một ha nothing nothing à, um, ví dụ các bạn ha là không có gì quan trọng hơn là gia đình cả nothing is more important than family. Nothing is more important than family. À, đó là năm từ các bạn ha, thì các bạn cứ học dần 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 về á, đến khi một cái lúc nào đó các bạn các bạn quen cái khẩu hình miệng các bạn quen những cái từ trong tiếng Anh á các bạn khi mà các bạn cặp mắt của các bạn á mà làm quen với là những cái từ tiếng Anh á thì các bạn những cái từ khó hơn á thì các bạn sẽ nắm uh, bắt dễ dàng hơn á các bạn giống như là uh, lần đầu là phải làm quen trước các các bạn rồi sau đó từ 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 là các bạn tự động là học nó nhanh nhanh hơn nhân dân á nhưng mà cái thời gian đầu là nó rất là uh, nhiều lúc rất là dễ bỏ cuộc các các bạn cho nên nhiều lúc mà khoảng 3 tuần hoặc 3 tháng là các bạn cảm thấy là các bạn cảm thấy là rất là dễ bỏ cuộc nhưng mà khi mà các bạn qua cái giai đoạn đó rồi á thì các bạn sẽ dần dần sẽ thích hơn á các bạn cho nên làm cái gì cũng vậy á các bạn phải cố gắng mà cố gắng cái kiểu mà cảm thấy áp lực quá các bạn là các bạn giảm cái đa xuống giống như tìm những cái cái dễ để mà học để mà cảm thấy là cảm thấy dễ dàng hơn á thì khi đó các bạn lại đi dần dần lên cái khó lại á cho các bạn mà mới bắt đầu mà các bạn nắm được cái khó hoặc là các bạn muốn thành công liền á thì nó nó rất là dễ bỏ cuộc bởi vì là cảm thấy khó quá cho nên là đi từ cái dễ lên khó rồi các bạn cảm thấy khó quá các bạn không có đi tiếp nữa thì các bạn um, thuộc lùi cái dễ lại các bạn ôn lại rồi các bạn lấy cái đá rồi các bạn đi lên cái khó lại là nó dễ thành công hơn á các bạn có nghĩa là ép mình nhưng mà đừng có ép quá đến nỗi mà nó bung ra nó không có muốn làm cái gì hết á các bạn giống như muốn bỏ cuộc á thì cái đó là nó không có tốt các bạn á cho nên là các bạn cố gắng đi từ số không lên á cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình chúc các bạn luôn vui vẻ